dịch bắt đầu. Tiếng súng mở màn chiến đã nổ ra với tất cả tính chất gay gắt. Hai bên đều đã dự trữ lực lượng mạnh. Miếng đất sát với tuyến như đầu của một cái mỏ hàng, mà cực âm và cực dương đã tiếp xúc. Bên phía quân ta đã tập trung rình rập ở đây một số trung đoàn, và sư đoàn thiện chiến nhất của ta thì đang tích cực chuẩn bị hành động ở hướng đường chính và khe xanh. Tình hình phát triển của cuộc chiến tranh giải phóng đã đến lúc cần phối hợp hành động của toàn chiến trường. Nhiệm vụ của các đơn vị tham chiến trên mặt trận khe xanh là phải nổ súng trước cuộc tổng tiến công 10 ngày. Mục đích là để giam chân và thu hút một số đơn vị ứng chiến cơ động, một số lực lượng phi pháo của địch. Mệnh lệnh về thời gian nổ súng trên giao cho mặt trận là rất cấp bách. Chỉ kể qua một vài khó khăn của các đơn vị do công tác chuẩn bị chưa hoàn thành, như bộc phá chưa có nụ xòe, đạn súng cối và đạn của một số quả khí chưa đủ cơ số chiến đấu. Gạo mới gùi thì đủ ăn cho bộ phận trực chiến chiến đấu mỗi người 3 ngày. Anh em phía sau vẫn phải ăn cháo. Trận đánh chiếm thị trấn, đơn vị lĩnh nhiệm vụ chưa có thời giờ trinh sát kỹ lưỡng. Trước ngày 24 tháng Chạp, địch đánh hơi thấy một cuộc chuyển quân lớn đang dần dần tụ lại quanh thung lũng Khe Sanh, nên chúng tiến hành một cuộc oanh tạc phá chuẩn bị. Một vài đơn vị của ta dính oanh tạc, một số con đường xuất kích do công binh mở từ trước bị ném bom hỏng. Tất cả những khó khăn không thể lay chuyển quyết tâm chiến đấu của toàn thể cán bộ và chiến sĩ trên toàn mặt trận. Các đơn vị đều nhận rõ tầm quan trọng chiến lược của chiến trường Khe Sanh đối với tất cả hai miền Nam, Bắc và đối với cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt khắp miền Nam. Các đảng ủy và bộ đội tham chiến đều ra sức khắc phục mọi khó khăn, chấp hành mệnh lệnh chiến đấu. Diễn biến của chiến dịch giai đoạn đầu hết sức mau lẹ. Vào một đêm mùa đông giáp Tết âm lịch, một ngọn tầm sét dung lên từ phía Bắc đã giáng xuống đầu quân Mỹ. Thị trấn Khe Sanh bị quân ta tấn công đầu tiên, và chỉ trong vòng nửa tháng, cả tập đoàn cứ điểm Khe Sanh đã bị rơi vào tay của quân ta. Hai ngày sau, bên phía Lào, bộ đội Ba Thét Lào tấn công tiêu diệt đồn Hội Sang trên đường chính. 500 binh lính đồn Hội Sang phải bỏ chạy tắt rừng sang trú nhờ đồn Làng Vây. Ăn Tết xong, quân ta lại tiến công và tiêu diệt đồn Làng Vây. Cái vị trí then chốt công sự chắc chắn có hơn 1.000 tên chiếm giữ bị quân ta săn bằng rất gọn ghẽ trong một đêm, đã khiến cho bọn cầm quyền và tướng tá tân binh Mỹ hết sức hoang mang, lo sợ. Lúc bấy giờ, làn sóng tổng tiến công mùa xuân đã phủ lên đầu hơn 1 triệu quân Mỹ và chư hầu. Tuy đang bị lúng túng trước những cuộc tổng tiến công của quân ta ở khắp các thành phố và thị trấn, Bộ Tư lệnh Diễn chinh Mỹ vẫn mỗi ngày đêm đau đầu trước tình hình khu vực Khe Sanh và phía Bắc. Ở đây, Bộ Tư lệnh Diễn chinh Mỹ luôn luôn bị uy hiếp bởi một ý đồ chiến dịch ngấm ngầm và rất linh hoạt, không thể nào dự đoán hết được. Tất cả vẫn đang còn giấu kín sau dừng trán của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Quân Giải phóng. Hàng ngày, trung tâm Tạ Cơn với hơn 6.000 sinh mạng lính Mỹ nằm phơi cái thân hình trần trụi ra trước con mắt của các đài quan sát của ta. Bộ Tư lệnh Mỹ hết sức khốn đốn trên khắp chiến trường, nhưng vẫn phải giữ chung quanh chiếc mỏ neo phía Bắc, một lực lượng ứng cứu để sẵn sàng chữa cháy. Nhưng nên để ở đây bao nhiêu quân ứng cứu cho đủ? Bởi vì làm sao chúng dự đoán được chiến dịch chính sẽ mở ra ở đây? Hay đây chỉ là một trò chơi ú tim của Diệt Cộng? Hãy cứ biết rằng, sang giữa mùa xuân, trung tâm Tạ Cơn hoàn toàn rơi vào tình trạng cấp cứu bởi một chiến dịch bao dây quy mô. Những cái chốt của bộ đội từ bên ngoài mỗi ngày một đóng sâu vào hàng rào. Đủ các thứ máy bay cùng các loại bom đạn không thể lai chuyển được dòng đai bao dây. Ban ngày cũng như ban đêm, lính thủy đánh bộ đều phải rút xuống hầm.
Trung tâm Tà Cương biến thành một cái bãi tha ma rộng mênh mông, chứa hàng ngàn cái huyệt, những tên lính Mỹ còn sống. Chưa bao giờ lính thủy đánh bộ phải ngồi chờ dưới hầm, thế mà bây giờ chúng đâm ra sợ ánh sáng mặt trời. Nhưng phải làm thế nào một vị trí quân chiếm đóng có thể bò trống mặt đất được? Hầu như lúc nào trên mặt đất cũng có những khuôn mặt thập thò quan sát, những bóng dáng chạy đi chạy lại giữa các đoạn chiến hào bị phá hoại và khiên xác chết để nhặt hàng tiếp tế từ trên máy bay thả xuống. Những chuyến máy bay đổ xuống sân vội vã và hốt hoảng để lấy thương binh. Và bao trùm lên tất cả mọi hoạt động trên mặt đất là những trận bão lửa do đạn ta từ bên ngoài tập kích vào. Đạn pháo bắn liên tục, lúc cầm canh, lúc tấp nập. Đạn pháo tầm xa bay xuống từng loạt, khiến cho lính Mỹ chỉ nghe tiếng réo trên đầu cũng đủ khủng khiếp. Một làn bụi đất và khói không bao giờ tan hết, bay chần dần như một làn tử khí trên các bãi tha ma rộng mênh mông. Ban đêm, làn khói bụi sáng rực lên thành một dệt hình bán nguyệt ôm lấy mặt đất. Từ trong đó phát ra hàng trăm thứ tiếng động liên loạn, như tiếng động cơ radar, tiếng máy bay lên xuống, tiếng máy nổ, tiếng phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Thái Lan lẫn tiếng Anh. Một ngọn đèn tín hiệu đỏ như máu nhấp nháy trên đầu đường băng sân bay, tượng trưng cho con mắt lính Mỹ diễn chinh đang ngày đêm nhìn lên bầu trời. Chiến dịch mở đã hơn nửa tháng, nhưng trung đoàn 5 hầu như lực lượng vẫn còn nguyên vẹn. Trung đoàn mới tham gia trận đánh chiếm thị trấn dưới tư cách của một đơn vị phối thuộc, lực lượng sử dụng chưa tới một tiểu đoàn. Sau chiến thắng đầu tiên của tiểu đoàn 1, trung đoàn đang bố trí trận địa phục kích trên những dãy đồi tranh ở phía nam đường chính thì nhận được lệnh tiến vào bao vây Tà Cương. Họp đảng ủy xong, Kinh và Nhẫn liền mang hai tiểu đoàn chưa tham chiến về phía bắc đường chính. Bộ đội bắt tay ngay vào cấu trúc công sự và chiến hào. Suốt những ngày mưa cuối cùng của đầu tháng Giêng âm lịch, trong khi các trung đoàn bộ binh khác nổ súng đánh điểm thì chiến sĩ trung đoàn 5 trở thành mục tiêu chủ yếu của những trận phản kích và trận ném bom bằng máy bay B-52. Trung đoàn đã tiến hành một chiến dịch bao vây vừa có tính chất phòng ngự vừa có tính chất tiến công hết sức tích cực. Lượng đang ở trên chốt phía nam cùng với một tổ trinh sát bám địch. Hầm của Lượng và tổ trinh sát nằm phía sau một đoạn chiến hào râu tôm. Hai người chung một hầm. Hàng ngày, các trinh sát viên lên vị trí cảnh giới bám địch. Vị trí cảnh giới là một cái hố cá nhân có nắp nằm phía trên khúc hào đào dở dang đã ăn rủi dưới chân bãi hàng rào trong cùng. Đó cũng chính là khu vực mà ta và địch đang tranh chấp nhau. Đêm nào, các đơn vị bộ đội phía sau cũng lên bí mật đào đuổi. Ban ngày, thỉnh thoảng địch lẻn ra rải mìn đá, dùng dây thép gai ráp lại. Có khi chúng cho một toán nhỏ ra phục kích vào những lúc mà trời đã chạng vạng tối. Tổ trinh sát mới được bổ sung một chiến sĩ tên là Phán, từ trên tiểu đoàn quân báo của bộ tư lệnh xuống. Hắn ta xuất hiện trước mắt cái chiến sĩ trinh sát và dặn của Lượng với một mái tóc cua dựng ngược nên đến là ngạo mạn: "Các cậu soạn bỏ mẹ!" Một hôm cậu ta thốt lên: "Bao nhiêu lâu mà các cậu nằm lì ở đây mà không sao tóm được một tên tù binh Mỹ nào cho ra hồn?" "Thôi bớt cái mồm đi ông tướng!" Một cậu khác đang nằm nghiêng trong cái hầm ếch lót nhiều trắng, kẹp lên trên năm đầu ngón tay đen cáu và những trang giấy in để nhàu nát: "Đánh phản kích, chúng tớ có thể tóm hàng sâu tù binh, nhưng mình chưa kịp lùa chúng nó xuống hàm ếch thì ngước mắt lên đã trông thấy chúng nó chết thui cả một lượt vì bơm xăng rồi." "Các cậu nằm ở đây mà còn tĩnh tâm để đọc sách cơ à?" "Chứ sao,
Cậu nghe đài thì hẳn biết là bọn nhà báo phương Tây đều liều chết đánh máy bay xuống sân bay Tà Cơn, mục đích cũng chỉ là hòng biết được chúng mình và chúng nó ăn ở như thế nào mà thôi. Cậu đọc cái gì vậy? Bất khuất đấy. Đó là tác phẩm của đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Chẳng bao lâu, Phán đã chinh phục được mọi anh em chung quanh bằng cái vốn tri thức của anh về đời sống của những tên Mỹ thuộc từ lớp thượng nghị sĩ. Phán xuất thân là một học sinh trung cấp ngoại ngữ. Những năm đầu chiến tranh, cậu ta làm phiên dịch trong một trại giam giặc lái máy bay Mỹ. Các cậu này, Phán vừa đi cảnh giới về, đang ngồi tựa lưng vào vách để mà lau súng và nói chuyện. Ở ngoài ấy, cánh pháo cao xạ phải xoay nòng pháo lên trời để kêu bọn Mỹ xuống. Còn chúng mình ở đây, ngày nào cũng phải chờ chúng nó chui dưới đất lên mà đánh. Thật là trái ngược đến buồn cười. Nghe nói ở ngoài kia chúng mình tóm được cả những tên giặc lái máy bay cấp bậc đại tá. Một cậu trinh sát đầu hú trọc đang ngồi hí hoái dán một tấm ảnh khuôn mặt của Johnson lên mặt sau của một chiếc xẻng và hỏi: chúng ta tóm được đủ loại, riêng loại cấp tá thì không ít đâu. Các cậu nên biết rằng mỗi tên phi công phản lực Mỹ phải có một người trong thượng nghị viện Mỹ đảm bảo. Nói chung, bọn phi công phản lực đều là bọn con ông cháu cha. Nhiều đứa có bằng cấp cử nhân, tiến sĩ, nhưng các cậu hãy xem, chúng nó có sống ở trại giam thì biết. Các cậu cứ chìa ra cho chúng nó một điếu thuốc lá hay cái kẹo là chúng nó xum xoe, nịnh nọt. Cái thằng bướng nhất cũng vậy. Thằng đại tá trung tá cũng vậy. Thằng nào cũng chỉ nói đến tiền lương và tiền thưởng. Phần nhiều chúng nó thích nghề lái máy bay phản lực vì lương cao, vì được giết nhiều người mà hai bàn tay bao giờ cũng sạch sẽ. Cậu chiến sĩ đầu hú trọc đưa tay phủi một vệt đất trên tấm ảnh của Johnson được cắt trong tờ Họa báo Mỹ. Thế mà ở đây, ông tổng thống của chúng nó mặt mũi cũng lấm láp bẩn thỉu. Các cậu có biết là chiều hôm qua tớ với anh Lượng xơi ngon được mấy thằng không? 4 thằng. Tớ đang nắp ở chỗ hào cục, giơ cái xẻng lên là úp lên trên cái lưỡi xẻng một cái mũi sắt, làm cứ y như là thằng cha Johnson đang ra trận. Mình ngồi dưới hố được nhai gạo rang tẩm đường vừa nghịch cái trò ấy. Thế mà tất cả các loại như Trung Liên, Đại Liên ở bên trong đều thi nhau phát quả, y như là những thằng quán gà phát điên rồ lên vậy. Ông Lượng bắn tài thật. Ông ấy cứ đỉnh đạt phát một, chỉ trong mấy phút đã xây ngon 4 thằng bắn súng máy của 4 ổ súng. Lúc hai người chúng mình men theo hào để mà chạy trở về thì lại trông thấy một cái váy xám bay lất phất bên trong một cái ổ đất. Lần này thì chính ông Lượng mắng tớ là một thằng quán gà. Cái váy đàn bà, cái váy của một con bé nữ binh hay một đứa nào đó thì phải. Thế mà tớ cứ tưởng là mép tấm vải bạc che hầm đạn của chúng nó mới chết chứ. Lúc đó bắt đầu vận động trên mặt đất, động tác thành thạo hết sức. Hai cái cẳng chân thò ra ngoài, tớ mới biết là mình đã trông nhầm. Mẹ nó chứ, nó đi tiếp tế cho các hầm lính của các cậu à. Tớ trông cái con ấy tóc xoăn, mặc váy kaki Mỹ mà tức lộn ruột. Nó ôm trước ngực một bọc ni lông rất căng, không biết cái bao ni lông đựng nước ngọt hay là rượu. Nó vừa dùng trước một cái hầm thì đã ngã ngửa một cái bao nước dở toang xẹp ngay xuống. Tớ gọi ông Lượng: anh bắn trượt rồi. Ông ấy bảo: tao đã bắn thì trượt làm sao được. Vừa lúc ấy con đàn bà nhóm dậy, nó vừa khóc miếu máu vừa bò vô trong hầm như một con rắn xám đang chui vào lỗ. Ông Lượng đỏ mặt nói với tớ: lần này hãy cho nó biết như thế, lần sau mà nó còn đi tiếp tế tao sẽ bắn què cái cẳng. Phán hỏi cậu chiến sĩ trinh sát đầu trọc: vậy đại đội trưởng của chúng mình có bắn trượt một phát đạn ấy hay chỉ định bắn cảnh cáo? Cậu bảo thế nào? Cậu nên biết rằng cánh bộ binh được chọn vào đội bắn tỉa không đứa nào là bắn giỏi bằng ông Lượng đâu. Cậu nên nhớ đối với bọn lính,
nhất là ba cái thằng Mỹ cứ thập thò ra ngoài. Tớ chưa thấy lần nào mà ông ấy bắn trượt cả. Ngày hôm sau, Lượng báo cáo bằng điện thoại về sở chỉ huy sở trung đoàn. Có thể địch lại sắp tổ chức một đợt phản kích ra ngoài trận địa bao giây. Nhẫn nghe báo cáo, liền chất vấn. Cậu căn cứ vào đâu để phán đoán? Ở chỗ tôi vừa có một cậu biết tiếng Anh. Lượng trả lời. Mấy lần trước, mỗi lần chúng nó sắp đánh ra ngoài, chúng tôi nghe thấy trong các buổi phát thanh bằng tiếng Anh trên loa, chúng nó nói hùng hăng lắm. Nhẫn hỏi lại. Chúng nó có động viên nhau phải không? Ừ, một cách như thế. Và còn có một điều này nữa. Mấy hôm nay lại thấy bọn con gái xuất hiện đi đi lại lại tiếp tế trong các khu chiến hào của bọn lính Mỹ. Chúng nó tiếp tế cả nước ngọt và rượu cho bọn lính. Sau khi trao đổi kế hoạch bố trí chiến đấu với Lượng và đồng chí đại đội phó chỉ huy bộ binh trên Tuyền Duyên, Nhẫn bảo hai người. Tôi đã lệnh cho các tổ bắn tỉa là phải tích cực bắn các bọn đi nhặt hàng ngoài bãi dù và bọn đi tiếp tế trong đồn. Bọn con gái đi tiếp tế cũng bắn. Lâu nay cái chiến sĩ bắn tỉa và trinh sát địch tỏ ra nhân đạo một cách không đúng, mà thằng địch thì đang lợi dụng điều đó. Lượng tự kiểm điểm, thấy có khi anh cũng tỏ ra nhân đạo một cách dớ dẫn. Điều đó thật trái ngược với công việc và tính cách của anh. Nhưng đúng như dự đoán của Lượng, hai ngày sau, địch đã đưa quân phản kích ra chốt ở phía nam từ lúc trời chưa sáng. Khoảng 4 giờ rưỡi sáng, một tiểu đội bộ binh nằm gác trên khóm cà phê trái bên trái của trận địa đã phát hiện thấy một khoảng đại đội toàn Mỹ, thằng nào cũng đội mũ sắt và mặc áo giáp to kềnh càng, đang tiến dọc theo con đường đá ngày xưa mà xe tăng trong tà cơn dẫn theo lối ấy để ra đường chính. Mặt trước và hai bên sườn quân Mỹ còn có khoảng hai trung đội ngụy vừa đi vừa sục sạo. Tiểu đội cảnh giới chờ cho địch lọt vào trận địa chốt đã bố trí sẵn, liền triển khai lên con đường đá chặn đường rút của địch. Vào giữa lúc cuộc chiến đấu đang diễn ra dưới khu vực trận địa bao vây của bộ binh, có hai tên lính Mỹ tìm cách chui qua hàng rào ngay trước đoạn hào cảnh giới của tổ trinh sát. Hai tên Mỹ này định tìm cách trở về đồn nhưng bị lạc. Trời gần sáng và tiếng súng ở dưới nghe đã thưa thớt. Làn sương trắng dần dụ trên khoảng đất đầy chớp lửa. Một quả đạn pháo từ trong đồn rơi tản mát dưới hàng rào. Lượng ghé mắt nhìn qua cái gờ đất, đưa tay chỉ cho Phán đang ngồi bên cạnh, trông thấy hai cái xác chết nằm sấp trên khoảng đất loang lổ hố đạn cối vừa lè sáng. Hai người nhảy ra. Phán vừa đặt chân lên cái gờ đất của đoạn hào râu tôm đã trông thấy sao những hạt sương to như hạt mưa. Giữa khóm, hai cái xác chết đang nằm chụm đầu vào nhau. Một bàn tay người chết bỗng giơ lên, cái bàn tay in bật trên nền trời trắng toát, mềm linh hoạt và sinh động như khúc đuôi dây dẫy của một con rắn đã bị đập chết. Phán nhanh nhẹn túm lấy vạt lưng áo vải bạc của Lượng, đè sấp cái thân hình to lớn của anh xuống. Lượng hỏi gắt gỏng. Cái gì vậy? Hai cái thằng kia. Phán chưa kịp thốt ra hết câu lý nhí thì hai cái xác chết mà Lượng chỉ cho anh ban nãy đã dùng dậy. Một thằng co cẳng chạy, vừa khua cái khẩu tiểu liên đi một băng. Loạt đạn xé không khí đi sượt qua đầu của hai người. Tình Mỹ vừa bắn vừa chạy như một cái máy. Hai cẳng chân đến là dài. Hắn lao đến trước một đoạn hàng rào, liền bị một loạt đạn khác từ nòng súng AK của Lượng bắn trúng vào giữa ngực. Loạt đạn bắn rất gần, chỉ khoảng cách 2 mét. Lửa cháy bắn cả trên áo. Tình Mỹ liền đứng sững, hai bàn tay giơ lên như muốn ôm lấy dệt lửa trên ngực, nhưng bất lực. Hắn giật người vào hàng rào. Cái thân hình dài ngoẵng, nhướng thẳng như đứa trẻ lên cơn uốn ván,
rồi đột nhiên nhẽo ra. Hai cái cẳng chân dài thõng thượt chấm sát đất cũng không động đậy nữa. Thằng thứ hai có vẻ một tên lính mới lớ ngớ, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, tuy có già hơn. Hắn cũng nhổm dậy định chạy, nhưng gấu quần vướng vào dây súng. Hắn nhổm dậy lần thứ hai thì đã chậm rồi. Phán đã chạy thẳng tới trước mặt hắn với một nỗi mừng rỡ chỉ có anh mới hiểu thấy hết. Một mũi súng lạnh như nước đá chạm vào cổ của thằng lính Mỹ lớ ngớ. Hắn chống bán súng khập khểnh đứng dậy. Hắn đã bị một viên đạn bắn trúng vào bắp đùi không biết từ bao giờ. Máu loang một dũng dưới chỗ bàn chân trái, chỉ còn một chiếc tất xám, còn một chiếc giày thì đã rơi đâu mất. Lượng chỉ kịp để mắt nhìn qua một lượt cái thằng bị anh bắn, rồi quay sang cái tên tù binh. Hắn đang ngồi giơ thẳng hai cánh tay lên trước mặt Phán. Hắn sợ mà chân tay cứ run bắn. Cánh tay dài và hai bên má bị dây thép gai cào xước nhiều chỗ. Cả tấm lông đỏ đỏ vàng vàng mọc loang xoăng từ ức xuống đến bụng cũng có nhiều vệt máu khô, dấu tích để lại sau một cuộc chạy trốn nhưng không thoát. Một chiếc máy bay trinh sát lượn vòng ngay trên đầu của ba người. Cối cá nhân trong đồn lập tức câu ra tới tấp. Lượng và Phán phải hết sức vất vả mới đưa được tên tù binh xuống ẩn nấp dưới chiến hào. Nhưng sau đó hai người bảo hắn lên mặt đất thì hắn nhất định không chịu đứng dậy nữa. Phán nói với Lượng: "Cái thằng này nó nhát quá, nó sống trong cái đồn mà chưa phát điên lên là may." Lượng liếc nhìn ra ngoài thì thấy trời đã sáng. Những dải tường công sự giữa nền đất lổn nhổn và những cái bao đất lát hầm hiện ra rất gần trong một bầu trời sương mù trôi lên bên. Nó đang đợi một đợt phản kích khác để lợi dụng mà chạy trốn chăng? Lượng thoáng nghĩ. Có thể lắm chứ. Chúng đang tiếp tục tổ chức phản kích ra ngoài một đợt nữa, chưa biết chừng. Lượng hạ lệnh cho Phán bịt mắt và cởi dây lưng to của tên tù binh. Phán rụt rè hỏi: "Để làm gì?" "Đây là mặt trận nên cần có kỷ luật chiến trường." Lượng đã nổi giận: "Cậu hãy bảo cho chúng nó biết ở đây là mặt trận nên phải có kỷ luật. Nếu cần có thể xử bắn. Nếu nó không đứng dậy và rời khỏi nơi này ngay, cậu cứ việc dòng thắt lưng vào cổ của nó mà lôi nó về phía sau." Phán và Lượng đưa tên tù binh vừa bắt xuống đầu khu vực chốt của bộ binh để hỏi cung. Lúc bấy giờ, khắp trận địa chốt chỗ nào cũng thấy xác địch nằm ngổn ngang. Một tớp máy chiến sĩ xạ thủ DK đang tìm cách lăn một cái xác to lớn của một tên mặc áo giáp xuống hố bơm. Phán đem nhốt thằng Mỹ trong một cái hầm đạn DK bỏ không. Hai người đang lúi húi đi thu nhặt những tấm bản đồ và tài liệu của địch. Bỗng một chiếc AD-6 bay vòng chung quanh trận địa. Từ dưới chiếc cánh máy bay kiểu cánh quạt tuôn ra vô số những hạt trắng xóa như dơi bột. Một chiếc AD-6 khác đến thả một loạt đạn cối xuống. Lập tức lửa tự nhiên bùng lên và chỉ trong chốc lát, khắp mặt đất, chỗ nào cũng thấy lửa cháy ngùn ngụt. Phán nhảy xuống một cái hầm để ngồi cùng với Lượng và đồng chí đại đội phó chỉ huy bộ binh. Trên trời, máy bay phản lực kéo tới hết tấp này đến tấp khác, bắt đầu quanh tạc trận địa. Mặt đất ngập lửa, thỉnh thoảng rung lên vì những loạt bom nổ. Một lưỡi lửa xanh nồng nặc mùi xăng luồn vào cửa hầm ba người đang ngồi. Phán vẫn còn thắc mắc, hỏi Lượng: "Vừa nãy nó thả cái gì xuống y như máy bay đi phun thuốc từ sâu trong phim vậy?" "Nó rắc ép xăng khô để thiêu xác nó đấy," Lượng giải thích. "Cậu không thấy những mẩu ép xăng đang cháy ngoài cửa hầm ư?" "Kiểu này tức là chúng nó không dám thò mũi ra ngoài nữa. Mẹ chúng nó!" Người cán bộ bộ binh hai mắt liên diêm đang ấy làm tiếc rẻ
nhà địch không chịu ra lượm xác chết để đánh tiếp một trận nữa. Lát sau, máy bay ngừng oanh tạc, Phán liền chạy ra ngoài đi tìm tên tù binh. Phán chạy qua nhiều đám lửa vẫn còn đang cháy, mùi thịt người xốc lên đến nơm lợn. Xác tên lính Mỹ mặc áo giáp mà mấy tên xạ thủ DK lăn xuống hố bơm ban nãy đang nằm co quắp trên thành một hố bơm mới, y như lại vừa mới được đào lên. Phán dẫn tên tù binh trở về cái hầm mà anh vừa ngồi với Lượng. Mỗi lần trông thấy một cái xác Mỹ bị cháy nằm co quắp, tên tù binh lại kêu lên một tiếng, làm dấu chữ thập và quay mặt đi. Mới trông thấy chừng ấy, mặt mũi hắn đã trắng nhợt như vừa bị dắt hết máu. Có vẻ hắn không còn cảm xúc được điều gì khác ngoài nỗi sợ hãi đến khủng khiếp. Hắn đi khập khiễng giữa dùng khói tanh lợm mùi xương thịt của đồng loại, cầm chiếc khăn mùi xoa áp chặt trên cánh mũi dài gãy sống. Vừa bước vào hầm, Phán đã khoe với Lượng, nếu tôi không đến nhanh thì không khéo nó đã bị chết ngạt. Không biết có cậu nào tưởng cái hầm đạn DK bỏ không nên đã quăng vào đó một đống súng trường Mỹ chiến đại phẩm. Thế là những chiếc khẩu súng bén lửa, may mà toàn súng không đạn. Cậu đã hỏi nó câu nào chưa? Lượng bình thản ngắm nhìn thằng lính Mỹ bằng cặp mắt lờ đờ có những vằn đỏ. Chưa, Phán đáp. Nó mới tranh thủ làm quen với tôi. Nó vừa nịnh tôi bằng một câu chuyện riêng hết sức nhảm nhí. Tôi đã phải chỉnh cho nó một trận. Chuyện gì vậy? Cái giống quân mẻo này, nó cũng mê tín khiếp đi anh Lượng ạ. Nó vừa khoe với tôi, nó biết trước là nếu phải đi lính ra cái mặt trận, nhất định là nó không chết mà chỉ bị đạn vào chân. Bởi vì hồi nhỏ nó chơi bắn cung với thằng anh, nó bị một phát tên trúng vào gót chân. Chuyện ấy kệ thay mẹ nó, cậu hãy hỏi đi, được phổ biến những gì trước khi đánh ra, sau đó hỏi nó là có biết gì về lữ đoàn 26 hay không. Lữ đoàn 26 là lữ đoàn của lính Thụy đánh bộ. Tên tù binh ngồi bệt bó gối trong góc hầm. Bây giờ hắn đã tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, bảo gì thì cũng phục tùng. Cũng cho đến bây giờ, Phán mới có thì giờ ngồi ngắm nghía hắn thật kỹ lưỡng, như thói quen ngày xưa anh ngồi trước mắt những thằng giặc lái máy bay ăn cướp. Một vệt ánh sáng trắng từ cái lỗ thông hơi rọi xuống khiến cho gương mặt của hắn nơm mỏng manh như làm bằng một chất men sứ. Nửa khuôn mặt bên kia thì đầy bóng tối. Thỉnh thoảng hắn hò hút khoắc từng tiếng, hai nửa bóng tối và ánh sáng trên khuôn mặt của hắn dài thượt đổ sang nhau. Giữa một vệt ngăn cách của cái sóng mũi gồ lên như sóng dao bổ củi, tình Mỹ nói liền một mạch khoảng dăm phút. Hắn luôn luôn xòe ngửa hai bàn tay. Hắn nói bằng giọng chậm rãi, rủ rỉ, chỉ khi đến vần vờ và vần o thì mới hơi uốn lưỡi. Phán chăm chú nghe hắn nói, vẻ thất vọng lộ rõ dần trên nét mặt. Phán quay về phía Lượng, đưa tay vuốt mái tóc của anh, nói bằng giọng bực bội. Chúng mình phí công dớ phải một thằng ngu rồi. Lượng hỏi, sao? Nó khai làm sao? Cái thằng này chẳng biết ma gì sắc. Đến cái phiên hiệu đại đội, nó cũng nhớ rất lộn xộn. Nó không phải là lính chiến đấu, nó là một thằng lính thợ may. Không khéo nó đóng kịch với cậu. Ban nãy nó nhất định không chịu đi theo chúng mình xuống dưới này, chứng tỏ nó là thằng không phải là không biết gì. Tôi cứ hỏi điều ấy, nó khai là vì nó sợ chúng mình đem đi bắn. Theo tôi thì thằng này là một thằng nhát và ngu độn. Ngày xưa tôi cũng lấy cung nhiều thằng giặc lái máy bay. Bọn giặc lái máy bay ngoan cố và không ngoan hơn, nhưng cũng đừng hòng có cái thằng nào làm xiếc với tôi. Lượng bảo Phán hỏi thêm một vài điều nữa. Lượng cũng đã tin tên tù binh này khai thật thà.
Nhưng ngoài một số tình hình sinh hoạt của lính và sĩ quan đang bị bao vây, hắn chẳng biết chút gì về những tài liệu quân sự mà Lượng đang cần biết. Hắn run rẩy, chìa hai bàn tay về phía Lượng rồi đặt úp lên ngực. Mắt nhìn ngước lên, vẻ mặt đau khổ. Hắn cố chứng minh lời của hắn nói là thật và thanh minh cho công việc hắn làm là vô tội. Hắn tên là Thơm, trung sĩ, lính thuộc đại đội quân nhu của lữ đoàn. Công việc của hắn bao giờ cũng phải ngồi dưới hầm và rất ít tiếp xúc với bọn lính tráng. Hắn mới được đưa đi đánh nhau lần này là lần đầu tiên. Công việc của hắn là một công việc nghiêm trang và đáng kiêu hãnh. Đó là mai cờ Mỹ và cờ hiệu cho lữ đoàn. Hắn kể tỉ mỉ, chính hắn đã giữ được một kho cờ Mỹ trong đồn tạc cưng. Mày giữ bao nhiêu lá cờ thì cũng kệ xác mày. Lính dơ tráng mà chẳng biết tí chút nào về quân sự cả. Lượng nghĩ một cách bực bội, nhưng anh vẫn chăm chú tiếp tục nghe hắn kể lể bằng cái giọng đều đều của một con chim nguyện kinh. Mỗi ngày, lính thủy đánh bộ của Mỹ đều chào cờ vào buổi sáng. Hắn kể, nhưng đấy là công việc đã qua. Cây cột cờ trong đồn tạc cơm cao 11 thước. Từ ngày pháo binh của các ông thường xuyên ngày nào cũng bắn vào, lá cờ chỉ được kéo lên ở dưới thấp, kéo lên một cách chiếu lệ và thiếu hẳn nghi thức cần thiết. Thế mà mỗi ngày, tên lửa mặt đất của các ông vẫn xé rách của nước Mỹ một lá cờ. Nó nói được đấy, Lượng cười bảo với Phán. Bảo nó khai tiếp chuyện ấy đi. Vâng, thưa hai ông, nếu có thể được, tôi xin hai ông một điếu thuốc lá. Tôi xin khai tiếp. Thật là ghê tởm. Ban nãy tôi vừa đi qua những cái xác chết. Lúc ấy tôi muốn hút một điếu thuốc lá để khỏi nghĩ đến cái mùi khét ghê tởm. Nhưng không còn một điếu nào trong túi. Tôi vừa đi qua trước mặt một thằng quen. Tôi nhận ra nó nhờ cái đồng tiền vàng mà nó buộc trên cổ. Dân, tôi biết. Tôi đang là một tù binh của các ông. Và đây là chiến trường. Nhưng sự thật là tôi không hề biết gì hết ngoài cái kho cờ Mỹ ở dưới hầm. Các ông cho tôi khai những điều mà tôi biết chính xác nhất. Quân Mỹ chia thế giới ra làm 5 quân khu. Tôi ở quân khu châu Âu, sang đây được năm ngoái. Điều thành thật mà tôi muốn khai với các ông là chưa có nơi nào trên thế giới tôi được chứng kiến lá cờ Mỹ bị xé rách từng đống như ở đây. Cứ nhìn khối lượng công việc của tôi ở trong ấy, có thể các ông cũng phải phát sợ. Lâu nay tôi không là một người thợ may nữa, bởi vì không có giải. Giả lại may một lá cờ Mỹ theo lối thủ công bằng máy khâu thì quá công phu. Tôi và một thằng nữa, chúng tôi phải ngồi giá những lá cờ Mỹ bị bắn rách để nó trở nên lành lặn. Suốt ngày, chúng tôi rút dưới hầm cùng với hai chiếc máy khâu với một lũ chuột. Những con chuột có thể mang bệnh dịch hạch thật là kinh khủng. Thưa hai ông, tôi nói thế có phải trái với những điều mà các ông muốn biết không? Cho nó khai tiếp đi, Lượng nói với Phán. Cậu quẳng cho nó một điếu thuốc lá nữa. Tên Mỹ có vẻ yên tâm hơn. Hắn vừa hút vừa nhai điếu thuốc, con mắt lấm lét nhìn Lượng. Ban nãy tôi đi qua xác của thằng bạn quen. Tôi đã làm một việc sai lầm, nhưng không thể làm khác được. Tôi đã quay mặt đi. Thường ngày hắn để râu dài, tóc nâu. Hắn trọng danh dự nhà binh lắm. Bố hắn làm nghề bẻ ghi xe lửa. Nhưng tất cả bây giờ thế là hết. Thế đấy, ở trong một căn cứ quân sự thì lính Mỹ chúng tôi ngày nào cũng phải kéo cờ, dù là một lá cờ rách. Và mỗi người lính Mỹ chết sau khi được bỏ vào bao ni lông mua ở Tokyo thì được phủ lên một lá cờ, dù là một lá cờ rách. Cũng không thể nào khác được, bởi vì ngày nào
pháo binh của các ông cũng bắn vào đến khủng khiếp. Tôi không dám giấu các ông một điều gì. Quả thật, tôi không biết gì hơn. Bởi vì suốt ngày, tôi phải ở dưới hầm để làm một công việc chán ngấy của mình. Tức là ngồi, giá những lá cờ. Anh có hỏi nó thêm điều gì nữa không, anh Lượng? Phán hỏi Lượng. Cậu gọi y tá bộ binh tới băng vết thương cho nó. Lượng đứng dậy, đến trước mặt tên Mỹ. Và cậu hãy dịch cho nó nghe điều này. Nó phải biết ơn bộ đội giải phóng. Suốt đời nó phải nhớ cái ơn ấy. Nếu sáng nay chúng ta không bắt được nó, thì có phải bây giờ nó đã chết thui như một con chó rồi không? Đến cái xác cũng chẳng còn, chứ đừng nói kiếm một lá cờ rách để mà phủ mặt. Sao ban nãy nó không nói ra cái điều ấy hử? Bác Đảo tổ trưởng nấu ăn của đại đội trinh sát, đêm nào cũng mang cơm lên cho Lượng và các tổ trinh sát đang bám địch trên hàng rào. Bác Đảo đã ngoài 40, là một tiểu đội trưởng nấu ăn chăm chỉ và chu đáo nổi tiếng trong trung đoàn. Trong một đơn vị mà anh em chiến sĩ hễ bước vào chiến dịch là phải phân tán, bao giờ cũng sống cài vào trong địch, thì Bác Đảo là nhân vật không thể nào thiếu được. Các cán bộ quân đội lâu năm gặp gỡ con người ấy thì thường nhớ tới hình ảnh của người cấp dưỡng, những quả đầu quân. Trong cuộc kháng chiến lần trước, Bác dốc thấp bé, đầu hói, tư thế bình tĩnh, đỉnh đạt, lúc nào cũng đeo kè kè bên hông một chiếc xà cột màu đen đã cũ kỹ. Bác vừa trải qua nhiều lần bom dùi, nhiều lần máy bay B-52 quanh tạc, trúng chiếc bếp khiến cho quần áo đồ đạc cháy sạch. Nhưng chiếc xà cột thì bác không chịu để mất. Trong cái túi cẩm nang ấy, bao giờ cũng chỉ có mấy thứ, như một gói muối, một gói mì chính và một chiếc kéo dùng để cắt tóc cho anh em. Bếp của đại đội trinh sát đặt trên một sườn đồi tranh đối diện với sở chỉ huy của trung đoàn. Hằng ngày, bác khoác chiếc nồi cơm, rồi cũng bằng cái nồi ấy, nấu tiếp cho các món ăn. Khúc con suối nằm trên đường Hào Trục, từ hậu cứ các đơn vị lên chốt. Máy bay trinh sát luôn luôn dòm ngó, phản lực ném bơm, pháo trong tà cơn cũng câu ra đó. Giữa chốn bom đạn, Bác Đảo lặn lội như một con giặc. Bác giác thòng lọng vào tận hàng rào của địch để mà lùa dây lạc, vào khu nha tô bỏ quan bên hàng rào để mà lấy thóc nhét. Sau một trận B-52, bác dắt chiếc bao tải bằng sợi hóa học trên vai đi vào rừng để kiếm trùng hương và khỉ vừa mới chết để mà về nấu cháo. Các thức ăn kèm theo gói cơm nắm mang lên cho anh em bao giờ cũng nấu với rau. Rau tàu bay luộc xong thì đem xào mỡ, bỏ vào bao ni lông. Hai người cầm một gói. Lá tai dồi nấu với canh hay với thịt trộn. Sắn xào mỡ hoặc là dầu xà lách, chiến lợi phẩm. Có thời kỳ, địch đánh vào khu đồn tranh rất ác liệt. Người ta lại thấy Bác Đảo đi đâu cũng khoác sau lưng chiếc nồi quân dụng. Chiếc dùng đèo bên nách như một chiếc mọc, nên bác giống hệt như một nhân tướng trong các bức tranh cổ. Bác Đảo là một cán bộ tái ngũ, anh em hay gọi đùa là chiến sĩ tình nguyện quốc tế. Kháng chiến chống Pháp lần trước, bác là chiến sĩ trong một tiểu đoàn Việt Kiều. Thành phần đơn vị hầu hết là con em của các gia đình nghèo từng phiêu bạt sang Lào, Campuchia và Thái Lan làm ăn từ lâu đời. Tiểu đoàn vệ quốc đoàn Việt Kiều tổ chức ở đất Thái đã từng tác chiến nhiều mặt trận trên nước Trung và Hạ Lào. Sau ngày hòa bình, cán bộ và chiến sĩ của tiểu đoàn mới tập kết về nước. Cứ xem cách thức Bác Đảo xây dựng gia đình trong 10 năm ở làng và công việc của một tổ trưởng nấu ăn ở mặt trận, bao giờ cũng tỉ mỉ chu đáo. Không ai có thể nghĩ đó là chính là kẻ đã từng sống gần nửa đời người ở các vùng thị trấn đô hội nước ngoài và từng mặc xà rong đi lễ các ngôi chùa
làm nghề đánh cá trên sông Mekong, đã từng cắt tóc, chữa xe đạp và sống cùng khu phố ngoại ô với những người làm xiếc, viết đơn thuê, những người làm nghề nhổ răng, dĩa hè và bán thuốc lá cuốn. Trong đơn vị trinh sát, từ đại đội trưởng Lượng cho đến các chiến sĩ, ai cũng thân mật gọi bác bằng bố. Một con người trực tính, ai làm sai là toán lên ngay, nhưng cũng biết nghe những câu nói đùa bẩn của anh em chiến sĩ trẻ chung quanh. Bố ơi, trên lại bảo khai lý lịch cả đại đội, không biết là lần này bố tự khai là thành phần gì? Tao là thành phần quân nhân cách mạng, chứ thành phần gì? Trước sau tao vẫn khai thế. Bố thuộc thành phần chiến sĩ tình nguyện quốc tế. Ta tống cổ được thằng Mỹ ra khỏi Việt Nam, thì cách mạng Lào, Campuchia và Thái Lan phát triển ra sao hả bố? Bố Đảo ạ, tối nay bố có đem cơm lên chốt thì nhớ ghé vào thăm một cái di tích chưa được xếp hạng còn mới phát hiện được. Bác Đảo vội vàng hỏi, ở đâu? Dạ gần khu vực chốt của chúng con, một cái bãi xác toàn là lính Mỹ tóc đỏ. Chúng mày chỉ khỏe bịa đặt, cả cái chiến trường Khe Sanh này có bao nhiêu là bãi xác lính Mỹ mà tao chả trông thấy vài lượt, chả nhón chân bước qua vài lượt. Trong phạm vi trận địa bộ binh có các tổ trinh sát phối thuộc tất cả các ngõ ngách, các đoạn giao hào của bãi xác Mỹ bác đều thông thuộc hết. Có một đêm, bác được cơm lên cho một tổ trinh sát chiến đấu trên đồi 585. Suốt ngày hôm đó, chỉ có 7 chiến sĩ phòng ngự trên ngọn đồi mà đã đánh lui nhiều đợt xung phong của một đại đội Mỹ. Bọn địch từ dưới chân đồi xung phong lên, thằng nào cũng bị bắn trúng đầu. Ngày xưa làm nghề cắt tóc, bác Đảo đã được nắm nhiều kiểu đầu trong thiên hạ. Thế mà đêm hôm đó, bác vẫn phải dừng trước các sườn đồi hồi lâu để được ngắm những cái đầu Mỹ bị bắn dở. Sau ngày giải phóng làng dây, bác lại đem cơm cho một tổ trinh sát đi dẻ yếu đồ công sự địch. Lần này quả thật là một di tích đã được xếp hạng. Gần một tiểu đội địch chết đứng giữa một cái kho chứa nhựa đường. Có lẽ bọn địch nấp ở đấy bắn ra khi quân ta đã lọt được vào bên trong đồn. Một viên đạn B-40 hay một khẩu súng phun lửa làm những hàng khuyên nhựa đường đổ sập xuống. Bọn chúng chết đứng giữa dòng nhựa hắc ính nóng chảy. Những khẩu súng chúng cầm trên tay, khẩu nào cũng chúc mũi xuống. Dòng nhựa chảy bê bết y như những cái chổi. Nhiều lần bác Đảo đã từng dẫn những tên lính Mỹ bị bắt đi tham quan các di tích như vậy. Thường thường sau những lần mang cơm lên tiền duyên cho các anh em, bác lại xung phong nhận tù binh dẫn về phía sau. Những tên lính Mỹ bị bắt rơi vào tay bác đều được đối xử tử tế, đúng như chính sách của mặt trận. Và thằng nào cũng được dịp đi thăm bọn đồng đội vừa yên giấc trên chiến trường Việt Nam. Đó là câu bác thích nói với chúng bằng một giọng hài hước. Buổi tối hôm ấy, bác Đảo mang cơm lên cho Lượng. Quãng đường từ hậu cứ lên trận địa chốt ở phía nam gần 2 cây số. Mặt đất vừa nhá nhem tối là các đơn vị phía sau bắt đầu xuất phát. Những con đường hào trục chốc chốc lại lóe lên từng chùm bom tọa độ. Trên nhiều ngã chiến hào, trục đã bị bơm và pháo đánh tọa nát. Thấp thoáng trong ánh đèn, dù pháo sáng từng đoàn chiến sĩ mang súng đạn và xẻng cuốc, dây giác những khúc gỗ lát hầm, kéo các dây thép gai giác bên thắt lưng to. Bên cạnh các đơn vị bộ binh ở phía sau lên đào duỗi, còn có nhiều tớp chiến sĩ của phân đội pháo mới tăng cường, hoặc là các chiến sĩ vận tải đi lấy thương binh. Bác Đảo khoác ba lô cốc đựng nấm cơm, lại cột bên cạnh ba lô một bên bao ni lông đựng rau tàu bay. Bên kia là một chiếc sọt hình dài và thon như một quả đạn, đựng các thứ lặt vặt như thư từ, quần áo,
Tú Lơ Khơ. Sau một ngày hành quân địch đánh ra, công việc trên trận địa về đêm bao giờ cũng nhiều. Mấy quân khí viên chạy đi tìm từng cái hầm để mà bổ sung đạn. Các chiến sĩ chốt tới tấp sửa chữa chiến hào và khiêng xác địch dứt vào bãi xác mới. Cán thương binh đặt thành hàng dọc theo lòng chiến hào. Bác Đạo len lỏi giữa những người thấp thoáng đang sửa hầm hố, đem cơm đến cho Lượng và Phán. Hai người hiện vẫn còn ở dưới khu vực trận địa bộ binh. Bác trao lại nắm cơm và một cái bao ni lông cho Phán, hỏi sốt sắng. Nghe nói sáng nay chúng bay bắt được mấy thằng mẻo phải không? Phán cầm nắm cơm cắn một miếng to. Bắt được cả một sóc, bắt tới gặp anh Lượng mà lĩnh chiến lợi phẩm. Có mấy thằng tù binh mới bắt được sáng nay, chúng đang nằm co ro ở cái hầm bên cạnh, bác cho nó ăn rồi dẫn về. Vậy cơm nước của mấy đứa mình đang nằm trên hàng rào thì sao? Tôi sẽ mang lên, Lượng đáp. Tôi sắp lên trên ấy, bọn Mỹ bị bắt buổi sáng có tất cả ba đứa. Thằng Thơm lính thợ may, một thằng cao liêu điêu như là cầu thủ uống rượu, một thằng nữa thì đeo kính, đầu hói. Thằng này tỏ ra rất bướng. Hắn khai bố hắn và chú hắn có cổ phần trong một công ty hùng vốn giác thép. Hắn là một sinh viên nhân chủng học bị động viên. Khi hỏi cung, Lượng phải hết sức kìm mình để không cho hắn một cái tát. Hắn nói chính hắn là đang chiến đấu cho nền độc lập và tự do của người Việt Nam. Bác Đạo phát cho mọi đứa một nắm cơm, miệng động viên. Ăn đi mấy đứa. Bác chạy khắp nơi để kiếm về một chút chiến lợi phẩm cho nhà bếp, như một cái thùng dầu salad. Ba thằng Mỹ ăn cơm nấm nhớ rau tàu bay một cách ngon lành. Chúng ăn ngấu nghiến. Thằng sinh viên nhân chủng học khi ăn cứ ngồi quay lưng về phía hai thằng còn lại, như sợ hai thằng Mỹ kia ăn cướp mất miếng cơm của hắn. Phán và mấy chiến sĩ đứng ngắm chúng nó, tỏ ý lo lắng. Tớ chỉ lo mấy cái thằng dời đánh này, Phán nói. Dọc đường nếu có thằng nào sợ máy bay mà không chịu đi là gay lắm. Như lần trước, lại phải trói vào băng ca mà khiêng. Sáu thằng chúng mình mới khiêng nổi một thằng chúng nó, cứ mò mẫm y ạch suốt cả đêm như là người đánh giật. Một chiến sĩ pha trò. Cái giống này chúng nó có phải là sợi bóc đâu. Bác Đạo đã cột xong chiếc thùng dầu lủng lẳng sau lưng. Bác đứng dậy lên quy lát khẩu súng. Cái mặt thùng dầu sơn xanh có in hai bàn tay của người Việt Nam và người Mỹ đang nắm chặt, thỉnh thoảng là lé sáng lên một cái. Hai con mắt của bác Đạo gườm gườm nhìn tên tù binh đeo kính. Rõ ràng là cái nhìn không âu yếm một chút nào. Lượng dặn. Cái thằng đeo kính, dọc đường bác phải hết sức chú ý nghe. Nhất định là phải chú ý theo sát nó. Bác Đạo cười gằn. Và còn phải cho nó một bài học. Chẳng lẽ cái thằng trí thức đeo kính kia, ngày mai nó được trở về bên nước Mỹ, nó lại tuyên bố hoan hoang rằng nó đã chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam hay sao? Anh Lượng ạ, dịp này tôi phải dạy cho nó một bài học mới được. Lượng hỏi ngờ vực. Bác định giở trò gì với nó vậy? Không mà. Tôi giao nhiệm vụ cho bác là đưa nó về tận trung đoàn trong đêm nay. Bác làm gì mà phạm chính sách tù binh, tôi sẽ thi hành kỷ luật bác đấy. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ dẫn nó đi chơi phất phơ như người ta đi tham quan một vòng, chứ có làm cái gì nó đâu. Nó lại về đến trung đoàn, anh đừng ngại gì cả. Vừa ra khỏi khu vực chốt, ba thằng Mỹ đã được bác Đạo cho dìu qua một đám lửa bơm xăng và bơm phốt pho đang cháy leo lét. Đó là khu vực bãi xác mới. Anh em bộ binh vừa mới tập trung tới đó, tất cả bọn Mỹ chết sau trận đánh sáng nay. Lửa phốt pho
như một thứ nước axit màu xanh nhạt, cháy âm ỉ trên mình như cái xác. Thỉnh thoảng vừa đánh cháy, bật lên một tiếng giống như tiếng rên khe khẽ và kéo dài. Có khi nghe nổ lục bục từng tiếng, lửa bốc lên thành ngọn và những cái xác đang ngồi bỗng ngã giật ra. Một tên Mỹ chết ngồi chồm chởm, trên mắt vẫn còn đeo kính trắng. Không hiểu sao cặp kính vẫn còn nguyên và phía sau đó lửa cháy liều biều trong hai hốc mắt của nó. Thằng sinh viên nhân chủng học dương kính đứng nhìn cái thằng ấy một lúc rất chăm chú. Hai cặp kính như đang nhìn nhau. Bỗng thằng sinh viên nhân chủng học bật lên một tiếng khóc hu hu. Hắn đưa tay cào cào vào mặt và cầu chúa rối rít. Hai thằng tù binh kia thì cất tiếng chửi. Chúng chửi Tổng thống Mỹ và những thằng phi công ném bom phốt pho và bom xăng. Thằng sinh viên nhân chủng học sợ quá, hắn dùng bỏ chạy loạn choạng như một thằng mất trí. Bác Đảo và Phán vội vàng giữ lại nhưng không được. Cả ba người lăn xuống một cái hố bom sâu hoắc hút đầu. Bác Đảo đánh rơi chiếc thùng dầu xà lách liền chửi toáng lên. Từ dưới đáy cái hố bơm sâu nóng ngột ngạt, bác Đảo sờ soạng mãi mới tìm thấy tên tù binh Mỹ đang nằm bẹp xuống đất mà khóc. Bác Đảo và Phán phải vất vả đến toát mồ hôi mới lôi được hắn lên khỏi cái hố bơm. Ngay trước mặt bác Đảo và những tên tù binh lại có ba bốn cái xác khác đang nằm dài song song trên mặt đất, mặt đứa nào cũng úp sắp xuống. Bác Đạo đưa tay sờ thấy một hàng cẳng chân đi giày da để bóng cá sắt. Mẹ chúng mày dẫm lên bao nhiêu đồng đất nước người? Bác Đạo thét vào tai của tên sinh viên nhân chủng học câu ấy và chỉ cho chúng nó thấy những chiếc đế giày của chúng bày xếp hàng trước mặt. Những chiếc cá sắt sáng loáng được lửa chiếu vào nồm rõ mồn một. Đêm ấy, bác Đạo dẫn ba tên lính Mỹ đi khắp các bãi xác. Sáng hôm sau, thì về đến hậu cứ của đơn vị. Riêng thằng sinh viên nhân chủng học, cái thằng lính Mỹ con nhà giàu và hung hăng nhất đã mất hết tinh thần, đang nằm rũ xuống như con gà bị cắt tiết. Sau đó thì hắn phát ốm. Bác Đạo bắt hai thằng bạn của hắn phải săn sóc cho hắn. Trong một lần lấy cung, hắn đã khai rằng cái đêm mà hắn được dẫn từ trên mặt trận về là một đêm đáng ghi nhớ. Những hàng cá sắt đế dài nhà binh hắn được trông thấy dưới bàn chân những tên đồng bọn đã chết khiến hắn nghĩ tới một tấm áp phích thường dán trên cánh cửa nhà ga ở bên Mỹ và trên các toa tàu hóa quân dẫn chở lính Mỹ sang Việt Nam. Đó là một hàng đế giày da nhà binh đang hành tiến và một lá cờ Mỹ với những ngôi sao bạc đẹp đẽ tung bay trước gió. Thật là xấu hổ cho nước Mỹ. Bây giờ trên đất nước Việt Nam, gót giày của quân đội Mỹ đi xâm lược lại đang dậm lên lá cờ của nước Mỹ. Không phải tên sinh viên nhân chủng học mà hai thằng bạn hắn đã phát biểu cảm tưởng như thế. Khi tiếng súng của chiến dịch Khe Sanh bắt đầu, thì người chiến sĩ nào cũng vậy, đều hướng tất cả tâm trí của mình vào những trận đánh liên tiếp, vào những cuộc bao vây đầy gian khổ và kiên nhẫn. Tất cả mọi nòng súng đều hướng về phía quân Mỹ ở trước mặt. Những người chiến sĩ giải phóng đứng trước những trận đánh quyết liệt, hầu như không ai có thời giờ để nghĩ về một mùa xuân mới đang đến và một cuộc sống mới đang dở ra phía sau họ. Ông cụ Phan và Sim làm sao quên được những ngày đầu của mùa xuân, một vùng rừng núi Khe Sanh tiếp giáp với biên giới Lào được giải phóng. Chỉ sau một đêm, mặt đất và bầu trời sáng trưng, tiếng súng nổ như đang lay dậy tất cả. Buổi sáng mở mắt trông ra cửa. Chỉ qua một đêm, dù đèn pháo sáng rải trắng các triền núi,
từ chân hàng rào địch ra tới những cánh rừng Tây Nam, ngoài dùng sông Sebon. Đường phố thị trấn Khe Sanh vất ngập vải phốc, quần áo và đồ đạc của Mỹ. Những trận bom ném ngay vào giữa thị trấn, chúng vừa bỏ mất. Các kho hàng chuẩn bị Tết thì cháy nghi ngút. Bộ đội chia nhau đi thu dọn chiến trường và tổ chức trận địa phòng không. Bộ đội dùng rượu để gọi đầu. Ba người sụp vào một cái hầm, một khẩu súng lia một điểm xạ vào chiếc thùng đai sắt cao quá ngực. Một dòng nước mang hơi men màu da cam nhảy giọt ra. Trong các nhà dân đã chạy bơm hết, cũng tìm thấy dưới hầm những hòm đạn súng trường và súng máy. Từng xếp ảnh đàn bà, ảnh lính ngụy đeo kính râm đứng dạng chân. Từng đóng thư từ vào quần áo lính dứt trên các bậc thềm. Trong khi đó, các khu rừng già và rừng tranh chung quanh như bị xẻ ra bởi hai luồng người đi. Bộ đội Trung đoàn 5 và nhiều đơn vị khác hành quân cấp tốc trên mặt trận phía Bắc. Đồng bào trong các ấp chiến lược lũ lượt kéo nhau trở về vùng giải phóng ở phía Nam. Bộ đội đi ùn ùn. Chiến sĩ thông tin đi kéo dây và đặt máy cho các đơn vị vừa được lệnh chuyển lên phía trước. Những đơn vị pháo nhẹ thì chạy theo bộ binh. Những đoàn cán thương leo dốc đá thì đi ngược chiều hun hút về phía sau. Bơm nổ, khói âm lên một lát, chẳng trông thấy gì cả. Tan khói là dẫn hai dòng người chuyển động ngược chiều nhau như hai sợi dây xích không bao giờ đứt. Những đoàn đồng bào dân kiều từ ấp chiến lược chạy ra, người nào cũng cầm trên tay một cành lá thật to để ngụy trang. Giữa những cặp môi xám ngậm phì phèo điếu thuốc lá ruby, họ đi thành từng tớp, mỗi tớp dài ba gia đình. Người ta tỏ vẻ ngượng ngập khi thấy bộ đội hỏi han hoặc được bộ đội chăm sóc. Bọn có dây mơ rễ má, có nhiều quan hệ chính trị với giặc. Bọn mang ý định suốt đời đi theo giặc thì đã đi vào tà cương. Còn đây là những người thấy cần phải đi với giải phóng, cần đi về phía một cuộc đời ngày mai của mình. Một vài tớp giữa đường không đi theo cán bộ mà hăm hở tạt ngang vào một lối mòn đầy ngập cỏ tranh. Lấp ló bóng một vài anh giải phóng đang đào hầm hay đứng quan sát. Đấy là lối về bản cũ, phất phơ vài cây chuối. Một cái cột nhà cháy đứng trơ trọi. Bộ đội lại dục họ đi, bởi vì máy bay vẫn quần trên đầu, bơm lại dội xuống tiếp tục đào lên những hố đỏ loét. Chỉ vài ngày sau khi được giải phóng, ai cũng muốn đến ngó lại cái bản cũ. Người này ở ngoài ấp về, người kia ở trong khu căn cứ ra. Họ gặp nhau, lâu ngày nhìn thấy nhau, vừa mừng rỡ vừa ngượng ngập. Giữa những ngày cuộc sống đang dở ra để đổi thay, trái tim con người cơ chừng cũng đang dở ra bởi niềm vui mới mẻ và nỗi đau cũ. Trong niềm vui được giải phóng, trong niềm vui chung hết sức lớn lao ấy, còn có niềm vui của từng người, từng gia đình. Cũng trong những ngày này, biết bao vết thương do kẻ thù gây ra cơ chừng lại được khơi sâu thêm. Sau khi tiếng súng tấn công của bộ đội vừa nổ ra, lính ngụy người địa phương cũng bỏ đồn, cũng theo lối mòn đường rừng để nhập vào cuộc hành quân về phía nam của những gia đình. Một số tiếp tục chạy theo giặc. Số phận bọn này như một đám mây đen bị cơn giông bão thổi dạt đi khắp nơi. Trước ngày bộ đội tiêu diệt cứ điểm Làng Dây, ở đấy có 500 tàn quân ngụy từ đồn hội sang chạy về. Sĩ quan cố vấn Mỹ không còn tin tưởng tinh thần của bọn lính thức trận nên đã ra lệnh đóng chặt cổng đồn lại. Bọn tàn quân hội sang phải đóng trại ở bên ngoài hàng rào để ăn ở như một bầy chó bị xua đuổi. Suốt mấy ngày cuối cùng của mùa đông sang đầu mùa xuân, sôi sục không khí chiến thắng. Ngày nào ông cụ Phan
cũng đi dò hỏi tin tức của thằng con trai hiện đang nằm trong đám tàn quân ấy. Ông lão với thân hình to lớn, ngày nào cũng len lỏi giữa những đoàn đồng bào đông đúc. Thỉnh thoảng, ông lão dừng lại trước một vài tên lính ngụy. Khi nói chuyện thì bao giờ cũng cúi mặt xuống. Ông cụ Phan cũng vậy, cái lưng bao giờ cũng khom xuống với một vẻ mệt mỏi. Mày có biết thằng nào tên là thằng Kiếm không? Một hôm, ông cụ vô tình hỏi một tên lính ngụy mặt rỗ, trong khi ông và hắn cùng ngồi sau gốc cây để tránh một loạt pháo của địch. Thằng Kiếm bị kích hội sang à? Có phải ông già là bố của nó không? Tên lính bị kích mặt rỗ ngắm ông lão bằng cặp mắt tò mò và có vẻ thương hại. Nó chết rồi à? Ông lão hỏi. Nhưng ông già là ai? Có phải là bố của nó không? Đúng đấy, nó chết rồi à? Ông lão lại hỏi. Tên biệt kích vừa ra hàng rào và đáp. Khi cái đồn hội sang mất thì nó vẫn còn sống. Nó chạy được vì lằn dây. Cả con vợ nó cũng chạy được. Ngày xưa, hồi còn ở cái đồn Mỹ ở bên Lào, tôi cũng phải sợ nó, cả con vợ đẹp của nó. Ông lão hỏi dò nhiều tên, cũng chỉ biết đại khái là thằng con trai của ông là một tên địch lợi hại và có thể vẫn còn sống. Về tin tức của thằng Kiếm, Sim cũng để ý dò hỏi và chỉ biết rõ hơn. Theo lời của một tên ngụy binh khác, người quê ở một vùng rất xa và cũng đã trở về nhà làm ăn, tên lính này với thằng Kiếm đã trải qua những phút gian nan nhất. Đó là giữa đêm bộ đội tiêu diệt làn dây, hai đứa chui vào nằm lẫn trong đống xác chết. Chờ đến khi tiếng súng đã im, liền dùng dậy chui xuống trốn dưới một cái khe bên đường chính. Chúng bàn với nhau con đường để mà đi tiếp. Một đứa quyết định quay trở về nhà, còn thằng Kiếm thì lủi vào rừng cà phê để tìm đường vào Tà Cơn. Hai đứa chia tay nhau và không nói với nhau một lời nào. Sim đã thuật lại cho ông cụ cái tin có căn cứ ấy bằng một thái độ dửng dưng. Trước đây, chị nghe tin hắn đã lấy vợ khác. Thái độ của chị cũng thế. Bây giờ, thằng Kiếm đang nằm trong vòng dây của bộ đội. Hắn không thể gây cho chị nỗi lo lắng đến khiếp sợ như ngày trước đây nữa. Có thể hắn đã chết trong đồn Tà Cơn cũng nên. Và hoặc có thể hắn còn sống trong suốt ngày cứ phải chui rút dưới hầm cùng bọn lính Mỹ. Hãy cứ biết rằng trước mắt hắn không còn có cách gì thò bàn tay ra ngoài nữa. Hắn như một con thú đã bị lùa vào củi. Sim có thể tạm thời đàng hoàng mà sống, không còn bị đe dọa nữa. Vì trong chừng năm ấy, từ ngày hắn bỏ nhà đi lính cho Mỹ, nhiều lần hễ Sim bước chân đi ra khỏi cái bản là bắt gặp hắn đang đứng rình chị ở một chỗ nào đó. Hắn sợ bố, sợ ông cụ Phan giết nên không dám về nhà. Hắn đã chạy sang phía kẻ thù, nhưng lúc nào cũng tính toán kéo chị đi theo. Hắn đã có vợ khác, nhưng vẫn không chịu lãng quên mà vẫn thèm khát chị. Có một chuyện giữa chị và hắn mà không bao giờ chị muốn nói ra. Chị mang cái thai ở trong bụng, lúc nào cũng như ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn mùi nước hoa của tên lính biệt kích. Lúc nào cũng nghe như thấy một luồng hơi thở ghê gớm, như hơi thở của một con thú dữ phả vào mặt. Đứa con sinh ra như một cái quái thai, liền bị chết. Trái tim con gái của Sim cũng như mảnh đất núi rừng im lặng và thiêng liêng ở nơi đây, gót chân quân xâm lược bao năm đã dày xéo. Dù hôm nay bom đạn có lát kính thì mặt đất cũng không thế mà đau đớn hơn. Nhưng hôm nay thung lũng khe xanh đẹp đẽ từng đau khổ đang trở dạ.
mặt đất mang đầy vết tích bom đạn, đang trải ra giữa hương thơm mùa xuân để đón gót chân của những người chiến sĩ giải phóng vừa mới dậm lên. Nơi đây, khắp vùng phía nam thung lũng, đi chỗ nào cũng thấy dấu tích của những trận bom B-52. Cây cối đều bị quật ngã, các dòng suối thì đục ngầu, thuốc bom khét lẹt, ám để nương rẫy. Bom đạn đào xới lên tất cả, vậy mà có một giống cỏ được các chiến sĩ gọi là cỏ dạng thọ, vẫn mọc tươi tốt. Và mùa xuân đến, vẫn khoe một sắc hoa vàng sẫm như nghệ. Cách đây mấy tháng, từ hôm Lượng gặp Sim ở kho xe, Lượng cũng không thể nào ngờ được, chính anh đã gây ra trong tâm hồn của Sim một niềm hy vọng và một mối tình yêu hết sức mãnh liệt. Ngay từ hồi Sim thoáng gặp Lượng lần đầu, cách đây đã mấy năm, Sim đã được ông cụ Phan nói cho biết Lượng là một anh bộ đội giải phóng. Cái hình bóng người chiến sĩ giải phóng đột ngột hiện ra vào lúc ấy, đối với Sim giống như hình ảnh thần thoại, một ngọn lửa xa vời. Sim vẫn còn nhớ ngày đó, Lượng mặc một cái áo tù màu xám, đi chân đất, đầu húi trọc, bên thái dương còn dấu đánh thâm tím. Chị giữ mãi hình ảnh ấy, cho đến hôm bất chợt gặp anh ở cái kho bộ đội bên bờ suối, chị nhận ra ngay. Sim mừng rỡ nhưng không dám để lộ ra. Và hôm Lượng tìm đến nhà để cùng ông cụ Phan bàn về quân sự, chị đã đoán thấy một điều gì đó rất mãnh liệt và chắc chắn sẽ xảy tới. Chị tin chắc rằng vùng thung lũng này sẽ được giải phóng, cuộc đời sẽ được đổi thay. Cuộc đời đau khổ và tối tăm của chị sẽ được thay đổi. Chị yêu Lượng từ hôm đó, hay là chị đã yêu anh từ trước? Đối với chị, anh là người quen thuộc và là người đại diện cho lớp lớp bộ đội giải phóng vừa kéo tới. Những con người mà mặt đất đang chờ đợi từng giờ, từng phút. Bao nhiêu năm, thằng Kiếm và cả đến hình ảnh của nó như một thứ xì xích trói lấy tâm hồn em, trói chặt cả cuộc đời hạnh phúc con gái. Chẳng phải cuộc sống của em và của bao nhiêu người khác đang cần giải phóng đó sao? Em chỉ biết nói điều đó với anh. Những anh giải phóng khác em không quen biết, em chỉ quen có mình anh. Em đã biết anh từ lâu, em chỉ ngắm anh. Anh biết không, trong những ngày đen tối và đau khổ nhất, có lúc chán nản, em đã hái nắm lá ngón giò trong tay. Em đã dứt nắm lá vào trong bếp, em chờ anh chứ không tự tử. Anh là ngọn lửa hy vọng. Anh Lượng, chẳng phải trong bấy lâu mà em vẫn ngồi mới bếp lửa giữa rừng này chờ anh đó sao? Từ hôm anh trở lại đây, anh chỉ đãi lệ thì giờ và tâm trí vào những trận đánh ở ngoài kia. Anh chẳng bao giờ biết, đối với người con gái từng chịu đau khổ trong rừng này, anh gần gũi và nồng nàn như ngọn lửa dưới mấy nhà sàn. Anh mang sức mạnh như ngọn núi đá sừng sững sau nhà. Anh mang trong người niềm tin hy vọng như hạt lúa em gieo ngoài nương, hạt lúa đã nảy mầm. Mối tình thầm kín và uẩn khúc của Sim giống như lời cầu khẩn, một tiếng kêu gọi giải phóng. Lượng đã nghe được những lời nói thiết tha từ trái tim ấy. Vào một đêm trước hôm bộ đội nổ súng, Sim đã kể cho Lượng nghe tất cả. Chị kể lại cuộc đời quá khứ bằng một cái giọng buồn bã và chị khóc. Dù không phải là người có khả năng tinh tế trước những chuyện tình cảm, Lượng cũng đoán thấy Sim đã có một cái gì đó gắn bó và tin tưởng ở mình. Điều đó anh hết sức bối rối. Kể cả những lúc phải đứng trước hàng chục, hàng lớp, hàng rào và ổ súng đồn địch, bao giờ Lượng cũng chỉ tìm ra một cách là hành động. Nhưng chưa bao giờ anh phải ngồi trước mặt một người đàn bà để nghe người ấy kể lể về nỗi khổ và trông thấy những giọt nước mắt rơi xuống. Anh không quen
đứng trước một hoàn cảnh khó khăn như thế. Lượng vẫn đang bám trên trận địa tiền duyên sát hàng rào. Trước mặt anh, bây giờ là một khúc đuôi sân bay Tà Cơn và chiến hào cửa ngõ do quân ngụy chiếm giữ. Chiến hào hai bên ta và địch gần như kề sát nhau. Các chiến sĩ trinh sát đứng trên vị trí cảnh giới đã có thể nghe tiếng bọn lính ngụy nói chuyện rì rầm trong hầm. Bên trong, chúng nó đánh rơi cái thìa hay viên đạn thì bên ngoài cũng nghe thấy. Thời gian của Lượng như đang lại bằng đôi số việc làm cụ thể và cấp bách. Trong những ngày gần đây, địch oanh tạc cả vào hàng rào, những cước chiến hào bao dây lấn sâu vào sau từng đêm. Một hôm, hầm của Lượng bị trúng một quả bom sát thương. Hầm vẫn còn nguyên dạng, nhưng anh bị choáng vì sức ép. Theo lệnh của Nhẫn, Lượng phải quay về phía sau nghỉ ngơi ít hôm và tranh thủ báo cáo tình hình. Ngực và một bên vai đau như có tảng đá dằn lên. Lượng phải quấn chiếc bao gạo trước ngực cho đỡ đau. Hôm đó Lượng đội chiếc mũ sắt và khoác chéo sau lưng khẩu tiểu liên AK. Anh về đến một đoạn trên con đường mòn xuất kích ngày xưa thì hoàn toàn bị lôi cuốn bởi khung cảnh phía sau quá thay đổi. Những đoàn quân công vùi đạn lên các kho mới đặt dọc đường chính. Trong đoàn quân dân công chiến dịch đã thấy một số bà con địa phương. Cả hai ba anh thanh niên ăn mặc quần áo lính ngụy. Nhà cửa trong thị trấn Khe Sanh đã đổ nát sau các trận bom. Một chiếc xe máy sơn đỏ dứt chổng chơ bên rìa cỏ. Bộ đội đánh ô tô lên thị trấn để lấy gạo. Chiếc xe zin vận tải nửa lá dại bạc dắt trên đám lá xanh ngụy trang. Máy bay trinh sát dừng Lượng và thả pháo sáng. Cái thị trấn vừa giải phóng nằm nắm mình trong sương đêm và những chùm pháo sáng lập lòe nên bề ngoài dữ dội và có phần bí ẩn, nhưng đi sâu vào bên trong đã thấy có cái vẻ hiu hắt của một thị trấn thường có. Một ngọn đèn dầu quả bọc trong giấy bóng đỏ đặt trong một cái ngôi nhà ở ngã ba. Cảnh đường phố vắng vẻ khiêu gợi cho người ta nhớ tới một cái đầu phố thị trấn ở một đêm phòng không ở hậu phương. Lượng lại tìm đến bản chay vào buổi chiều. Hôm đó, anh cùng mấy cán bộ tham mưu xuống khu ở phía nam để dự một cuộc họp với cán bộ tiểu đoàn 1. Đó là đơn vị đánh thị trấn, hiện đang nghỉ ngơi và củng cố. Từ sở chỉ huy của tiểu đoàn 1, Lượng nhắm dãy núi đá đi tới thẳng nhà ông cụ Phan. Dọc dầm hang dưới chân làng đá, những ngôi nhà mới tạm cất lên như đứng rải rác. Một vài nương lúa hiện ra quanh các ngôi nhà sàn thấp lè tè. Ngay bên đường, Lượng trông thấy những vạt lúa trổ không đều. Một vài vạt đã vàng que nằm xen giữa những vạt lúa mới vào sữa. Mới có hơn một tháng, Lượng nằm lên hàng rào Tà Cơn, mà ở đây đã thay đổi nhiều quá. Anh phải bỡ ngỡ trước cái bản mới và những lương lúa đã mọc lên. Máy bay phản lực vẫn lao qua chớp núi đá ầm ầm. Lượng đi qua trước mặt một đám trẻ con đang đứng tím tụm quanh một chiếc cầu thang. Chúng nó đang vui vẻ chia nhau một khúc sắn nướng. Một đứa trẻ cởi truồng, ôm trước bụng một con búp bê tóc vàng que. Hai con mắt tròn, xanh biếc, đương nhìn lũ trẻ một cách xa lạ. Gia đình của cụ Phan không có ai ở nhà. Lượng đặt ngang khẩu tiểu liên lên đùi, lặng lẽ ngồi đợi trước bếp. Anh đưa mắt khắp cái sàn nhà, đã bắt đầu nhập nhoạng bóng tối để tìm những con vật quen thuộc ngày xưa mà ông cụ vẫn thường nuôi ở trong nhà. Anh chẳng thấy một con vật nào nữa, cả một con trùng bay, cả ổ gấu chó tham ăn một cách đáng yêu. Ngồi được một lát thì Lượng mới thấy Sim khóa cái gùi đựng đầy măng trèo thoăn thoắt lên cầu thang. Lượng đứng dậy, luống cuống. Chào chị. Sim gần như reo lên.
Ôi, anh Lượng. Lượng nói lúng búng. Tôi đến thăm ông cụ. Bố tôi dạo này đã đi công tác. Xìm đặt cái gùi xuống và tức tưởi chạy đi kiếm củi chất vào bếp. Ông cụ hồi này ở hẳn trên xã, bận lắm, thỉnh thoảng mới về nhà. Lượng cầm thanh củi, đặt vào giữa ngọn lửa vừa bắt đầu bén. Bên ngoài, tiếng máy bay thỉnh thoảng rộ lên, pháo sáng từ vùng trời tà cương hắt ánh sáng xuống từng chiếc lá ngoài cửa sổ. Tiếng máy bay xiết vào vách đá sau nhà. Đã lâu lắm, Lượng này mới được ngồi bên ngọn lửa ấm áp dưới một mái nhà. Không hiểu sao, ngọn lửa trong ngôi nhà sàn bé nhỏ này bao giờ cũng gây cho anh một cảm giác khoan khoái và đồng thời bức rứt, không yên tĩnh một chút nào. Anh ngắm trộm Xin trong một thoáng khi chị vừa cúi xuống. Một vết đường ngồi thẳng rẽ đôi mái tóc dài như đang tỏa hơi ấm. Khuôn mặt của chị trắng hồng như một trái chín. Lượng chợt nhớ lại trong những ngày sống với bom đạn trên Tiền Duyên. Có những phút, anh ao ước được ngồi bên cạnh Sim để được nắm chị và để nghe chị nói, như bây giờ. Lượng đã tự thú với mình. Trái tim của Lượng như mặt đất cằn cỗi, khô nẻ và vì thế nên càng hút nước. Anh tự thú với mình là anh đã yêu chị. Sim lấy trong chiếc gùi đan bằng may rất đẹp ra những củ sắn. Chị bắt đầu lột vỏ sắn. Bàn tay của Sim cầm con dao thoăn thoắt khía những vòng tròn trên thân của những củ sắn còn lắm đất. Những khúc sắn được lột vỏ trắng nõn nà xoay xõa trong hai bàn tay của Sim. Chị ngước mắt lên, đôi mắt đầy lòng đen to và sáng khiến cho Lượng choáng váng. Ôi, nom anh hồi này gầy quá, em thương anh Lượng quá. Lượng xòe cả hai bàn tay trước ngọn lửa đang cháy rừng rực. Chẳng biết làm gì, đành hỏi một câu đến là dụng. Chị có biết tin tức gì của nó không? Anh hỏi ai? Thằng Kiếm. Anh đừng nói tới nó, đừng có nhắc. Vậy còn ông cụ? Ông cụ đi công tác. Hôm nay chỉ có anh và em ở đây thôi. Anh kể chuyện đánh nhau ngoài tà cơn cho em nghe đi. Lượng kể vài câu chuyện. Anh kể chẳng hay ho chút nào. Xin vẫn chăm chú lắng nghe. Bỗng chị cắt ngang lời anh. Anh biết không, bữa trước em nằm mơ thấy anh mất. Em khóc mãi. Nhưng thôi, anh hãy cứ biết là em thương anh. Bởi vì em biết người dùng ở dưới xuôi các anh kiêng nói chuyện ấy. Nói chuyện ấy chết là điều suối quẩy. Sao chị biết suối quẩy? Em biết cả tiếng suối quẩy đấy. Ngày nhỏ em đã ở dưới xuôi cơ mà. Anh Lượng, đánh hết Mỹ ở đây rồi anh đi đâu? Việc đó của cấp chỉ huy trên tôi không biết được. Chị đã bao giờ nghe anh em bộ đội hát chưa? Hát làm sao anh? Đâu có giặc là ta cứ đi. Câu hát như thế. Hôm nay anh chỉ có việc đến tìm ông cụ thôi à? Tôi được nghỉ mấy hôm, định đến thăm ông cụ và chị. Quê anh ở đâu? Quê tôi ở xa lắm. Nói chung là anh em bộ đội hiện đang đánh nhau ở đây, phần nhiều gia đình đều ở rất xa. Em biết rồi. Mấy năm trước anh tới đây, em đã biết anh là bộ đội giải phóng ở xa đến. Sim có tình cảm với mình. Sim yêu mình. Cái nghĩ ấy mỗi lúc càng được Lượng khẳng định. Anh bàng hoàng bởi một niềm hạnh phúc muộn màng và xa lạ. Ngồi trước mặt chị, anh chẳng biết nói chuyện gì và càng tỏ ra vụng về.
Nhưng tất cả mọi anh bộ đội xưa nay đều chỉ quen lăn lộn ngoài chiến hào. Lượng muốn khoác súng đứng dậy, nhưng anh vẫn không đủ can đảm từ biệt chị ngay. Anh ngồi ngắm khẩu súng săn của ông cụ treo trên cửa sổ, rồi lại đăm đăm nhìn ngọn lửa đang cháy.